Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Chuẩn và các bạn đang theo dõi kênh Chuẩn Garden TV. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái thuốc mà mình hiện tại đang sử dụng và những cái thuốc mà mình sử dụng thì nó có những cái tác dụng gì và nó chữa những cái căn bệnh gì, và những cái bệnh ở mùa này thì nó có những cái bệnh gì, và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái điều mà mình đang làm để cho mọi người cùng biết. Và mình muốn các bạn có những cây hoa hồng mà đẹp như những cái cây hoa hồng của mình đang trồng. Và các bạn xem video thì cũng đừng quên like, đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Và trước tiên thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây Chiro Summer Snow mà mình đã quay cách đây trước Tết và sau Tết. Thì hiện tại cây Chiro Summer Snow của mình ở đây vẫn không thể nở và nụ thì vẫn rất là nhiều. Thời tiết năm nay rất là khắc nghiệt. Cách đây khoảng một tuần thì mưa ròng rã và ngày hôm nay thì trời có một chút nắng và đã quang mây. Tuy nhiên ý, thì cây Summer Snow nó phát triển cũng khá là thuận lợi, hoa và nụ rất nhiều. Nhưng mà khi mà cái thời tiết nó lạnh nhiều như năm nay thì gần như những cái nụ hoa nó phát triển cực kỳ chậm. Và kể cả những cái bông hoa mà nó đã bắt đầu hé nở cũng phải đến 3 đến 4 ngày nó mới bắt đầu nở bung được ra. Và cái thời gian mà nó tàn hoa cũng rất là lâu. Ví dụ như cái bông hoa này nó đã nở đã được hơn một tuần nay rồi. Và còn lại hàng loạt những cái nụ thì nó vẫn ngủ yên. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây Chiro Summer Snow mình đã quay cho các bạn rất nhiều trong cái thời gian trước Tết và sau Tết. Cây thì phát triển khá là tốt. Đây là cái cây Chiro mà mình đã làm một cái video mà thay chậu cho các bạn xem rồi. Thì ở đây thì cây có rất nhiều nụ mới ra và những cái mầm non cũng vẫn tiếp tục phát triển. Và những cái nụ thì nó rất là lâu nở, nó cứ nằm yên, nó không hề hé ra mà nó cũng không phát triển nhiều. Thì ở cái thời tiết như thế này, những cái bông hoa nó cũng trở nên đậm màu hơn. Bình thường ấy thì cây Summer Snow hoa nó sẽ không màu đỏ như các bạn đang xem ở đây. Thường là nó sẽ có một cái màu đỏ và phớt hồng. Còn cây của mình ở đây thì nó nở màu đỏ như cổ Sapa. Và bình thường ấy thì cái loại này nó nở khá là nhanh, nó cũng lâu tàn nhưng nó lại nở nhanh. Còn cây lần này mình trồng thì nó lại rất là lâu nở. Và cái bông mà nở thì lại nở rất là lâu, có khi mấy ngày nó mới bắt đầu nở bung được ra. Và cái bông mà ví dụ như các bạn đang xem ở đây thì nó tàn nó phải được có thể gần 2 tuần nó mới tàn như thế này. Và cây Summer Snow này mình dự kiến là sẽ nở vào một tuần sau từ ngày mùng 2 Tết mình quay cho các bạn xem. Thế nhưng cuối cùng ngày hôm nay thì cũng đã là 16 rồi và nó không hề nở được. Thì đây là do là cái thời tiết mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cây hoa hồng. Còn lại thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những cây hoa hồng của mình còn lại và nó đang bị bệnh nhện đỏ. Và chắc chắn là ở cái thời điểm này rất nhiều các bạn đang gặp cái bệnh nhện đỏ mà nó phát triển cực kỳ mạnh ở trên cây hoa hồng. Ở thời điểm mà khi mà bắt đầu có mưa phùn nhỏ cộng với thời tiết lạnh thì nó sẽ kèm theo những cái con nhện phát triển cực kỳ nhanh. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem một số cái cây mà đang bị bệnh nhện đỏ. Và đây là khu vực những cái cây mà mình đã để ở nhà và lâu rồi chăm sóc thì cũng không có nhiều cái những cái thuốc phun vào và mình cũng không bón được nhiều nên là cây đã ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển. Nó làm cho cây gần như rụng hết lá. Và như cái cây này, đây là cây mini đen, nó đang bật một lứa mầm mới lên. Nhưng mà cây thì phát triển cũng cực kỳ kém khi mà không có thuốc để bệnh nó lấn át. Thế còn ở đây là một cây bạch trà, mình quay rõ hơn cho các bạn xem. Đây là một cây bạch trà và hiện tại thì nó đang bị nhện đỏ cực kỳ nặng. Nó đang bị cực kỳ nặng đến cái việc mà lá nó đã chuyển sang cái màu vàng chấm li ti và chất diệp lục ở trên lá nó gần như không còn nhiều nữa. Có những cái lá mà nó đã chuyển sang cái màu vàng nặng như thế này rồi. Thì cái đây là một cái cây bạch trà mà nó bị bệnh cực kỳ nặng. Và nếu như cây này không chữa thì cứ lên một lớp lá non này, lên một lớp mầm non này, sau khi cái lá này nó nở ra thì những con nhện đỏ lại tiếp tục hút vào đây. Còn lại là khi mà cây mà đã lá đã hỏng rồi thì nó không thể quang hợp và nó không thể nuôi lại được cái bộ rễ. Và chính vì vậy nên là cây rất là yếu ớt, mặc dù là nó có nảy mầm lên như thế này. Nhưng mà chỉ sau khoảng từ một tuần khi mà lá nở ra thì những con nhện đỏ lại tiếp tục chích hút
và cây ôm yếu, hoa rất là xấu và cây gần như là sẽ không phát triển được lên tán lá nữa. Thì đây là bệnh nhện đỏ mà nếu như ở cái thời tiết mà mưa nhiều và thời tiết lạnh thì những con nhện đỏ phát triển cực kỳ nhanh. Ngoài ra ấy, thì mình sẽ quay cho các bạn xem là một số những cái căn bệnh nấm. Ví dụ đây là cây otolite của mình cũng đang bị nhện đỏ rất là nặng. Các bạn có thể xem này. Còn một cái căn bệnh khác mà rất nhiều bạn đang gặp phải đó là bệnh đốm đen, đốm lá. Đốm lá ấy thì thời tiết mưa rất là nhiều và gần như không có ánh sáng của mặt trời và thời tiết âm u, độ ẩm cao thì nó sẽ dẫn đến cái việc lá đốm li ti như thế này. Các bạn đang xem đây, đá lá đốm như thế này và nó cái bệnh này thì nó cũng lây lan khá là nhanh và những cái lá như thế này thì nó sẽ làm lá rụng hết ở trên cây đi và cây cũng sẽ không thể quang hợp được và nó cũng sẽ không nuôi được bộ rễ. Chính vì vậy các bạn cũng cần phải phun thuốc. Thì đây là những cái căn bệnh. Còn hiện tại ở cái thời tiết lạnh như thế này ở miền Bắc thì những con bọ trĩ gần như là nó phát triển cực kỳ ít, hoặc là vườn của các bạn mà đã có bọ trĩ sẵn rồi thì ở thời tiết này nó vẫn còn duy trì. Tuy nhiên ý thì ở cái thời tiết lạnh và mưa như thế này thì bệnh bọ trĩ nó gần như nó không phát triển nhiều. Thế còn bây giờ cái cách khắc phục và cái cách các cái loại thuốc mà mình đang sử dụng như thế nào ấy thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn để các bạn cùng biết và cái cách phun như thế nào cho nó hợp lý. Thì xin mời tất cả các bạn cùng xem nhé. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn cái loại thuốc trừ nhện đỏ mà mình đang dùng. Thì cái loại này mình đã giới thiệu cho các bạn ở trong một cái video trước đây rồi. Thì cái loại trừ nhện đỏ của Trung Quốc này mình được giới thiệu và mình sử dụng thì cực kỳ tốt. Và cái loại này nếu như mà các bạn nào đang nếu như mà các bạn mua được ấy, thì rất là tốt và các bạn sử dụng thì cực kỳ hiệu quả. Cái loại này nó toàn tiếng Trung Quốc thôi và các bạn có thể nhìn cái logo như thế này để các bạn xem có thể mua được thì các bạn mua nhé. Và hiện tại trên thị trường thì do cái đợt dịch cúm ấy, thì Trung Quốc đã đóng cửa rất là nhiều và gần như là không thể nhập khẩu những loại thuốc nữa, nên là những cái loại này có thể các bạn mua nó sẽ khá là khó. Một cái lọ như thế này thì các bạn có thể pha với dùng xi lanh và các bạn hút 1cc 1ml nước pha với 1 lít nước thì các bạn phun lên toàn bộ tán lá thì các bạn sẽ trừ được những con nhện đỏ khá là tốt. Và loại này thì còn trừ được cả nhện cám. Còn đây là một loại như các nhà thuốc bán thì nhà thuốc bảo là đây là một loại thuốc sâu sinh học. Tức là khi mà phun thì các bạn nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Tuy nhiên thì khi mà các bạn phun thuốc thì các bạn tốt nhất vẫn nên đeo khẩu trang, đeo bảo hộ và để an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Và cái loại như thế này thì các bạn có thể phun được rất là nhiều lần. Một lọ như thế này các bạn phun được cực kỳ nhiều lần. Nếu như các bạn có số lượng cây ít thì các bạn sử dụng làm nhiều lần. Và khi mà sử dụng lọ như thế này nó cũng rất là tiện lợi. Mỗi một lần chúng ta dùng thì chúng ta xoay nắp lại thì nó sẽ không bị lãng phí thuốc. Thế còn đối với một cái loại trừ bệnh nấm ấy, và mình vẫn đang sử dụng đó là M8 xanh. Thì trong này thì nó là những cái loại sun phát đồng mà chữa những cái bệnh thán thư, đốm trắng, vàng lá, đốm đen, loét sẹo, phấn trắng này. Thì ở đây có những cái thuốc như này thì mình yên tâm để sử dụng là cho cái vườn của mình nó không bị bệnh nấm ảnh hưởng. Và nhất là cái thời tiết bất lợi như hiện nay mà mưa rất là nhiều và rét thì độ ẩm cao. Thì mình chuyên sử dụng những cái loại thuốc MX8 xanh này. Thế còn lại ở trên thị trường thì các bạn có thể không mua được loại này. Bởi vì có rất nhiều những cái loại thuốc khác nhau thì các bạn có thể sử dụng ở đó thì nó có sẽ có những cái có những cái thành phần nó giống như nhau thì các bạn có thể sử dụng. Và một cái gói như thế này thì mình có thể pha với 16 lít nước và mình phun lên toàn bộ tán lá. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái thuốc này để chống cái bệnh đen thân. Các bạn có thể pha đặc hơn một chút, sau đó thì các bạn bôi lên cái vết mà bị đen thân thì nó cũng hạn chế được cái việc vi khuẩn xâm nhập và thối dần xuống. Thì đây là cái thuốc mà mình đang sử dụng. Thế còn đối với các bạn bị bệnh nhện đỏ, bệnh bọ trĩ thì cái loại mà thuốc Radiant thì có thể nói là cực kỳ tốt rồi và không thể loại thuốc nào có thể vượt qua được Radiant. Tuy nhiên thì Radiant có cái giá thành khá là cao.
Còn ở đây thì mình có sử dụng một cái loại đó là thần chớp. Thần chớp này thì các bạn cũng có thể mua khá là dễ dàng. Và loại thần chớp này thì có tác dụng là trừ dày nâu và bọ trĩ cũng rất là tốt. Và mình cũng đang sử dụng cái loại thần chớp này. Thì các bạn có thể tham khảo cái loại thuốc thần chớp này nhé. Thì phun nhện đỏ bọ trĩ khá là hiệu quả. Và bây giờ thì mình sẽ đi phun nhện đỏ. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn, nếu như các bạn có một số cây, ít cây và các bạn muốn phun làm sao cho nó hiệu quả thì các bạn theo dõi tiếp nhé. Và đối với một số các bạn ở gia đình mình ấy, các bạn có từ 5 cho đến 10 cây. Và thường thì các bạn hay sử dụng cái bình xịt 2 lít như thế này. Thì cái bình xịt 2 lít như thế này thì các bạn có thể sử dụng xi lanh hút, các bạn hút 2ml nước, 2ml thuốc này. Sau đó thì các bạn pha vào cái bình 2 lít như thế này, các bạn pha đầy. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng cái bình như thế này, nó phun nó không hiệu quả. Bởi vì thứ nhất là cái giọt nước mà bắn ở trong cái vòi này ra ấy, thì nó thường là ở dạng giọt và nó bám rất là kém. Mà khi mà các bạn phun thì nó thường là nó ở dạng xương thì nó sẽ ướt những cái con nhện tốt hơn. Và khi mà phun ở dạng xương thì các bạn đỡ tốn thuốc hơn. Các bạn có thể xem là bình thường thì nó sẽ ra cái dạng nước hạt như thế này. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ ra dạng hớt nước hạt như thế này. Thì nó khi mà phun thì nó bám rất là kém và các bạn rất là tốn thuốc. Nếu như một cái bình 2 lít như thế này, các bạn chỉ có phun có một lát là hết sạch rồi. Mà nhiều khi là các bạn còn chưa phun được hết những cây hoa hồng của các bạn cơ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách hiệu quả hơn để các bạn phun làm sao nó hiệu quả nhất và đỡ tốn thuốc hơn. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái vòi, một cái vòi dài như thế này tùy ý. Tuy nhiên thì một cái vòi dài khoảng 2, 4, 6, khoảng 6cm này, 60cm này. Các bạn sử dụng một cái vòi lắp vào cái bình 2 lít như này thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn nếu như mà các bạn mua một cái vòi mà nó dài 1 mét ấy, thì nó sẽ yếu, nên là các bạn nên sử dụng cái vòi như thế này. Và các bạn có thể mua ở bất cứ nơi đâu ngoài những cái cửa hàng bán thuốc ấy, thì các bạn có thể sử dụng. Các bạn xoay cái đầu này của nó ra này. Đấy. Sau đó thì các bạn lắp cái này vào. Đây là mình lắp nhầm. Các bạn sẽ xoay nó vào cái này. Các bạn nhìn. Các bạn mua cái vòi thì các bạn lắp vào đây. Các bạn sẽ tháo bỏ cái đầu ra. Và các bạn sẽ lắp cái đầu này vào cái gen ở đây của nó. Và khi mà các bạn lắp ấy, thì các bạn cố gắng là lắp ngửa cái vòi, cái đầu phun nó lên. Khi mà ngửa cái đầu phun này lên thì các bạn có thể phun ở phía dưới tán lá. Và những cái con nhện đỏ nó đang ẩn nấp ở phía dưới cái tán lá của các bạn. Và nó có một cái tác dụng nữa là khi các bạn lắp dài ra như thế này, lắp dài như thế này thì các bạn sẽ hạn chế được cái việc mà những cái nước của nước thuốc sâu ấy, mà nó sẽ bắn vào da của các bạn và có thể nó bắn lên người của các bạn thì nó ảnh hưởng. Và khi các bạn để như thế này xa thì các bạn có thể phun dễ dàng hơn. Và khi mà ngửa cái vòi lên phía trên này thì các bạn phun nó cũng rất là hiệu quả. Thì so sánh với cái việc đây, mình sẽ phun cho các bạn xem này. So sánh với cái việc mà vòi phun kia thì nó sẽ ra ở cái dạng nước. Thế còn ở cái vòi này thì nó sẽ bắn ở ra cái dạng xương. Thì khi mà các bạn phun thì nó sẽ đỡ tốn nước hơn, đỡ tốn cái thuốc của các bạn hơn. Bây giờ mình sẽ phun cho các bạn xem. Đây này các bạn này, khi mà phun ra này, đấy các bạn thấy không, nó sẽ ở một cái dạng xương. Và các bạn phun nó rất là hiệu quả so với cái việc là phun cái vòi bình 2 lít kia. Mà phun như thế này thì nó sẽ không phí thuốc. Mà các bạn phun ngửa lên thì rất là dễ. Và những con nhện khi mà nó nắp ở dưới dưới cái tán lá là các bạn sẽ làm cho thuốc nó bám nhiều hơn, thì nó sẽ tiêu diệt được con nhện tốt hơn. Thế còn cái bình này thì mình sẽ chỉ làm hướng dẫn qua thôi. Còn mình sẽ lấy máy, mình sẽ trừ xuyên sử dụng cái máy phun của mình để sử dụng thuốc phun. Đây các bạn có thể xem lại cái bình mình vừa chế ra xong. Thì cái loại này rất là đơn giản. Các bạn có thể ra ngoài mua một cái bình 2 lít. Sau đó các bạn mua một cái đoạn ống vòi phun dài khoảng 60cm. Sau đó thì các bạn tháo ở đây ra, các bạn lắp vào rất là đơn giản. Và các bạn phun thế này thì hiệu quả đối với những cái bạn mà khi mà nhà các bạn chỉ có khoảng từ 5 cho đến 10 cây thì các bạn có thể sử dụng cái cách phun như thế này. Còn đối với vườn của mình thì mình sẽ sử dụng cái máy bơm áp để mình phun cho cây. Bây giờ mình sẽ phun vườn của mình cho những cây mà nó đang bị nhện đỏ. Đây, và sau khi đã lắp vòi vào cái
vào vào cái ống như thế này này thì các bạn sẽ có thể phun này. Khi mà phun thì các bạn phun nhiên đỏ là các bạn sẽ ngửa từ phía dưới mặt lá lên. Đấy các bạn phun này. Đấy thì nó sẽ rất là hiệu quả. Nó hiệu quả hơn nhiều so với cái việc các bạn phun chỉ phun từ dưới lên, từ trên xuống. Các bạn phun từ dưới lên này nó sẽ đều hết những con nhiệt đỏ phía dưới mặt lá. Và nó sẽ ướt hết so bị cái thuốc nó bám vào là nó sẽ chết rất là khá là tốt. Đấy các bạn nhìn. Đấy. Nó ra các bạn nước xương này. Đấy, hết rồi. Và còn nhiều bạn hỏi là mình sử dụng cái máy bơm áp như thế nào ấy, thì các bạn cứ ra các cửa hàng vật tư người ta bán đồ điện ấy, thì các bạn mua cái máy cái loại này thì nó gọi là bơm áp, nhưng mà các bạn mua bảo là cho tôi cái máy ở bình lọc nước ấy, thì người ta sẽ bán cho các bạn một cái máy bơm áp nhỏ như thế này. Bình thường thì mình cũng có một cái máy máy phun thì to hơn như thế này, thì thường là sẽ sử dụng cho cái vườn nó rộng hơn. Còn đối với các bạn mà muốn sử dụng những cái máy như thế này thì phun hiệu quả rất là nhiều so với cái bình 2 lít kia. Cái bình 2 lít thì mình sử dụng tay để nén, và cái lực nén thì khi mà các bạn phun chỉ trong có một phút thôi là nó đã xả hết cái lực nén rồi. Và khi mà sử dụng máy nén này thì cái áp lực phun xương ra nó sẽ ở dạng xương rất là tốt, và nó áp lực mạnh thì khi mà đẩy thì nó sẽ đẩy ra cái áp lực, và các bạn cũng đỡ tốn thuốc hơn, và khả năng bám dính ở dạng xương nó bay thì cũng sẽ tốt hơn. Khi mà cái máy này thì các bạn có thể pha vào một cái thùng sơn, các bạn sử dụng thuốc một cái thùng sơn như mình đang làm ở đây. Sử dụng thuốc như thế này thì các bạn có thể đo, mình sử dụng xi lanh và mình sẽ hút với một cái lượng vừa đủ. Nếu như nhện của các bạn mà đang có rất nhiều trên cây và bệnh đang rất nặng thì đối với cái loại thuốc mà mình vừa giới thiệu xong ấy thì các bạn có thể sử dụng 1 lít nước với 1 ml. Còn thông thường nếu như một bình phun khoảng 16 lít nước thì các bạn có thể pha khoảng 12 cho đến 13 ml thuốc pha vào. Đối với cái cây, những cái cây của mình ở vườn đây thì đang có bệnh khá là nặng, và mình sẽ sử dụng với cái liều lượng cao 1 ml với 1 lít nước mình phun để cho nó đạt cái hiệu quả. Và đối với việc phun nhện đỏ này thì tốt nhất là phun vào thời điểm có ánh sáng, hoặc từ 9 cho đến 11 hoặc 1 đến 2 giờ chiều. Thì lúc này thời tiết sẽ có nhiều ánh sáng và nhện nó sẽ bắt đầu trích hút nhiều hơn. Đối với thời tiết mưa ẩm thì không nên phun. Tuy nhiên thì so với cái việc là bệnh khá nặng, nên nếu như các bạn đã có bệnh bám nhiều trên cây rồi thì các bạn tranh thủ cái lúc mà thời tiết sau khi tạnh mưa thì các bạn cũng có thể phun. Khi mà lá khô thì các bạn có thể phun được. Đối với cái loại thuốc này thì mình cảm nhận thấy nó rất là tốt, và sau khi phun ấy thì khoảng 2 ngày nhện sẽ đồng loạt chết. Còn thuốc thì có ghi là thuốc sâu sinh học, nhưng tuy nhiên là mình cũng không nên chủ quan và mình nên đeo khẩu trang, găng tay. Còn đối với các loại thuốc khác mà mình cũng vừa giới thiệu, ví dụ như thuốc bỏ trĩ, thì các bạn cũng có thể áp dụng pha theo cái tỷ lệ, và các bạn cũng phun ở thời điểm không có mưa, và các bạn nên phun ở những cái thời điểm mà từ 9 cho đến 10 giờ hoặc từ 1 cho đến 3 giờ chiều thì cũng sẽ đạt được những cái hiệu quả khi mà các bạn trừ sâu. Qua cái video này hy vọng là các bạn cũng sẽ có được những cái điều cần thiết mà sẽ áp dụng cho những cái khu vườn của các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem video thì cũng đừng quên like, đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhất. Mình sẽ còn giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn nhiều cách làm vườn khác. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau.